Anh ra cho xuất trình giấy tờ xe kiểm tra. Hai bạn trẻ này không đội mũ bảo hiểm khi tham gia giao thông và đã bị cảnh sát giao thông dừng lại yêu cầu kiểm tra giấy tờ. Thay vì nhận lỗi vi phạm và nộp phạt, họ lại rút điện thoại ra để gọi điện cho người thân nhờ vả xin sỏ. Bạn em lái xe cho cảnh sát giao thông thủy cơ sở 2, đội trưởng giao thông đường thủy. Alo ạ. Vâng ạ, ai đấy ạ? Xin lỗi ai đấy ạ? Phòng đường thủy lái xe cho ai hả em? À, bạn như thế nào? À đây ạ. À, bạn em đi hai người không được mũ bảo hiểm. Trong nhiều trường hợp, điện thoại đã trở thành cứu cánh cho những người phạm lỗi nhưng không hợp tác. Những hình ảnh vẫn diễn ra không chỉ gây phiền phức cho người thi hành nhiệm vụ mà còn làm xấu đi hình ảnh của giao thông Việt Nam. Thanh niên đa số là người ta không mang tờ, lỗi là phải tạm giữ xe, mà thanh niên là nhiều bộ phận người ta cái quan điểm và cái nhận thức về giao thông người ta rất là mơ hồ. Người ta chỉ muốn cãi này hoặc là có cái gì đó không hợp tác cả mình. Đấy, tôi sẽ xuất trình. Chúng tôi phải chúng tôi đi làm đâu phải chúng tôi chờ một mình anh làm việc một mình anh. À, chú bảo này có mấy ngày hôm nay chú đi đường toàn bộ dựa dẫm xin xỏ và đổ lỗi cho hoàn cảnh có lẽ xuất phát từ thói quen sống hàng ngày. Mình đi đường rất bình thường, mình chả có tâm lý có người sẵn sàng giúp đỡ khiến người ta ỷ lại, không nâng cao ý thức của bản thân. Nó lại tuyết ở 3-4 lần rồi. Có hai cái lối ứng xử hiện nay. Một đó chính là cứ xin xỏ đã. Chú ơi chú tha cho cháu muộn rồi, hay là anh ơi anh tha cho em vì nhà em rất vội rồi, em đang thế nọ thế kia, đủ các loại lý do để mong là được bỏ qua tha thứ. Và có một cái nhóm nữa đó là không biết gì, cứ việc là rút điện thoại ra gọi, có khi cũng chỉ là giả vờ thế, cũng chưa chắc đã có chú ông bác nào thật. Do một phần là cũng có cái chú cái bác nào đó ở đâu đó cũng có can thiệp thật, và cũng có một vài lần do có cái tác động ấy mà cái người phạm lỗi ấy đã được xử nhẹ hơn hoặc là được bỏ qua, thì dần dần người ta cũng thành một thói quen, vì thói quen nào cũng hình thành phải một trường hợp lâu dài và cũng lặp đi lặp lại. Tôi nghĩ rằng là vấn đề không phải ở cái người gọi mà vấn đề ở hai phía. Giá như người gọi cứ gọi, còn cái bác nào chú nào đó ở đâu đó khi được con mình hay em mình hay bạn mình gọi điện nhờ vả can thiệp, bên kia cứ nói rằng là không, cái đấy thì không can thiệp được, đấy, cứ để các đồng chí xử lý, thì chắc là người ta gọi vài lần rồi sau thì mà không có hiệu quả chắc là chẳng gọi nữa. Có trăm nghìn cách xin xỏ cảnh sát giao thông, từ gọi điện cho người thân, đọc số điện thoại của người thân đến dùng những mối quan hệ thân quen để dọa dẫm cảnh sát giao thông. Vi phạm giao thông không những không nhận lỗi mà còn tìm cách để không bị phạt. Thường là những thanh niên là không chấp hành hoặc là cản trở, chống đối cái việc kiểm soát của lực lượng chức năng, đặc biệt là cảnh sát giao thông, khi dừng phương tiện vi phạm đó và người ta không nhận lỗi, người ta có những cái lời nói hoặc là có thể xúc phạm đến lực lượng làm nhiệm vụ. Nhưng với cái thái độ cương quyết của lực lượng làm nhiệm vụ trực tiếp, chúng tôi giải thích và yêu cầu người ta chấp hành theo quy định. Các trường hợp mà người ta cố tình không chấp hành hoặc có những lời nói hoặc lăng mạ hoặc là xúc phạm thì chúng tôi cũng sẽ có những biện pháp, dùng một biện pháp nghiệp vụ và có thể cương quyết xử lý những đối tượng đó. Một lần nhờ vả được sẽ có những lần thứ hai, thứ ba và nhiều lần phạm lỗi rồi lại nhờ vả khác. Mặc định cứ phạm lỗi sẽ không bị phạt vì có người thân trợ giúp, khiến cho nhiều người tham gia giao thông coi thường những quy định được đặt ra. Cứ như vậy, thật khó để xây dựng hình ảnh văn minh trong giao thông.